Tin Roma Hội nghị và buổi cầu nguyện cho Trung Đông giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Nicola ở Paris, Đức Thánh Cha Francisco và 19 vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô đã có cuộc trao đổi và hợp kín với nhau về các vấn đề Trung Đông. Nhưng trong buổi cầu nguyện đại kết sau đó, Đức Francisco đã nói công khai và lên án sự im lặng Ngài coi đó là sự đồng lõa trước việc các Ki tô hữu bị bắt hại tại Trung Đông. Theo nữ ký giả Ines San Martin, Đức Francisco tuyên bố rằng các cuộc đình chiến do sức mạnh áp đặt sẽ không mang lại hòa bình cho Trung Đông, nhưng chỉ có ước nguyện gặp gỡ và đối thoại cụ thể mới làm được việc này. Ngài cũng kêu gọi kết thúc việc dùng Trung Đông để kiếm lời bất chính. Ngài nói, Đủ rồi lòng thèm khát lợi nhuận vốn lén lút khai thác các giếng dầu và hơi đốt Không kiên dè gì căn nhà chung của chúng ta Không lưu tâm gì tới sự kiện thị trường năng lượng nay đòi phải có luật sống chung giữa các dân tộc và Ngài cũng đòi cho các kỳ tô hữu ở vùng này được đối xử như các công dân trọn vẹn. Đứng cạnh các nhà lãnh đạo kỳ tô giáo khác, Đức Thánh Cha còn nói rằng, Ngài và các vị đại diện cam kết dấn thân cho việc cùng nhau bước đi, cầu nguyện và làm việc, với hy vọng nghệ thuật gặp gỡ sẽ thắng thế các chiến lực tranh chấp. Nhiều cuộc tranh chấp đã bị đổ thêm dầu bởi các hình thức của chủ nghĩa cực đoan, một chủ nghĩa đội lốt tôn giáo làm nhục danh Thiên Chúa, đấng vốn là hòa bình. Đức Francisco cũng nhận định rằng trong nhiều năm, giới trẻ Trung Đông vốn phải khóc than cho các cái chết giả mang trong gia đình họ và thấy lãnh thổ quê hương của họ bị đe dọa. Viễn cảnh thường thấy của họ là bỏ đi Đó là cái chết của niềm hy vọng Quá nhiều trẻ em gần như suốt đời Phải chứng kiến gạch vụn thay vì trường học Nghe những tiếng đạn bom nhức óc Thay vì tiếng vui nhộn của sân chơi Cuối cùng, Đức Francisco tha thiết nói rằng Tôi năng nỉ điều này Ước chi nhân loại lắng nghe tiếng kêu của các trẻ em Chỉ bằng cách lau khô nước mắt các em thế giới mới tìm lại được phẩm giá của mình